Xin chào mọi người, chào mừng các bạn của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái túi từ thương hiệu của Cucuyot. Thì cái này mình đã làm trước đó một cái em phiên bản màu cam rồi, nhưng mà hôm nay mình có một cái em kiểu như nó sẽ khác hơn một xíu và màu khác và mình muốn review cho các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của cái túi luôn nha. Và đây trên tay mình là một cái shopping bag của cái túi Goyot. Thì hồi trước thì mình mua là của bên UK mọi người, nó sẽ có kiểu như là mình có xuất thì mình sẽ mua được. Và hôm nay mình sẽ có một cái em này kiểu như là mình mua ở bên Hàn Quốc. Hàn Quốc thì nó sẽ có cái suất mình sẽ mua được cái túi ly nguyên tịch mọi người ha. Còn những cái túi thường của mọi người mình có Hàn Quốc cũng có và có UK cũng có luôn. Và đây, đây là cái shopping bag của nó, cũng sẽ có một cái nơ của Goyot mọi người ha. Đây, một cái bóc, một cái shopping bag quen thuộc màu xanh lá cây và ở bên trong nó màu vàng nè. Và đây, đây là cái bill mình sẽ đưa cho khách mọi người ha. Đây là bill của Goyot mọi người nè, mình sẽ mua riêng luôn mọi người ha. Bill là bill hàng đó mọi người. Và bên trong mình sẽ có một cái shopping bag. Và cái em này thì mình thấy là hãng không có cho bóc mọi người ha. Còn cái thằng mà túi mà Sài Gòn BM hay là Sài Gòn gì đó thì nó sẽ cho mình cái bóc. Và đây cũng là một cái dust bag quen thuộc bằng chất liệu vải mọi người nè. Và hôm nay mình cũng có cũng giống như em kia luôn. Nó gọi là hobo mọi người ha, hoặc là hobone gì đó, tại vì cái tiếng Pháp nó sẽ khác tiếng tiếng Anh. Đây, cái túi này mình đang có cũng là cái túi giống như cái túi mà mình đã làm mọi người nè. Nhưng mà nó khác, cái trái tim là màu xanh và nó làm nhỏ. Cái này mọi người thì các bạn có thể mua được dễ hơn là cái túi kia. Cái túi kia là cái trái tim bự á, bây giờ các bạn mua không có. Khách mình cũng rất là thích trái tim bự nhưng mà có cái là kêu mình order thì mình mua bên hãng á mọi người. Người ta kêu là không có suất mua, thành ra là mình cũng không có thể nào order được. Thì khi mình order được cái này á, thì khách cũng suy nghĩ và đổi qua cái này. Thì cái này mình đã có sẵn luôn và khách cũng có mua rồi mọi người. Bây giờ mình chỉ còn cái phiên bản thường thôi. Trái tim thì mình hết rồi ha. Thì mình cũng review cho các bạn. Mình có một cái em này á, phiên bản trơn cũng sáu mấy triệu và em này cũng là sáu mấy triệu nhưng mà nó cao hơn một chút mọi người ha. Và đây mọi người, ở mặt trước nó cũng sẽ là một cái màu nâu nè, nó có chữ Goyot mọi người ha. Nó sẽ có rất là nhiều màu, màu xám, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu đen, màu xanh nước biển, xanh lá cây, rất là nhiều màu luôn mọi người. Và mình rất là thích cái phiên bản mà đặc biệt, tại vì đặc biệt cái mọi người nhìn nó sẽ hay hơn và nó ít đụng hàng hơn. Và ngay cái chữ Goyot mọi người nè, nó sẽ làm cũng rất là chi tiết và rất là đẹp. Khi mà mình cầm ở ngoài á, nó giống như là nó có một cái lớp nhựa ở trên này đó mọi người, nó in riêng á. Các bạn coi nè, đó thấy chưa, nó sẽ in rất là đẹp. Và cái viền của nó cũng là viền màu nâu mọi người ha. Đây, cái quai của nó cũng là màu nâu nè, giống như là cái phiên bản kia thôi. Và cái này thì nó sẽ có một cái bọc ni lông siêu lại mọi người. Và nó cũng là dạng cho một cái túi cũng dẹp mọi người ha, nhưng mà ở dưới này nó sẽ banh ra. Đó, mọi thứ nè, rất là đẹp mọi người. Nói chung là cái túi này rất là hot và các bạn gắn cái con lavabo vô mọi người, nó rất là hợp lý luôn mọi người. Và ở bên trong mọi người nó cũng sẽ có một cái khóa miệng và có một cái khóa ở đây đó, các bạn mở ra ha. Cái này cái khóa nó cũng có một cái miếng ni lông để mà cái seal của nó mọi người. Và bên trong thì cũng giống như cái cũ mọi người ha, cũng là một cái chất liệu canvas nè. Và nó sẽ có một cái box để các bạn đựng những cái giấy tờ gì đó mà nó quan trọng dễ rơi rớt mọi người ha. Và đây ở bên trong rất là rộng luôn mọi người, để đồ thoải mái mọi người ha. À, các bạn có thể là banh nó ra, nó sẽ thành một cái hộp vuông của mọi người. Các bạn kẹp nách cực kỳ đẹp luôn. Cái box này thì mọi người mình sẽ có một cái miếng da nè, một cái phần khóa này thì các bạn có thể tháo rời ra luôn cũng được mọi người ha. Và đây cái box này mọi người nè, các bạn chỉ cần mở ra nè, đó các bạn mở ra một cái này là cái gì, là cái seal của nó vậy đó mọi người. Và ở đây bên trong nó cũng sẽ có giấy tờ của Goyot mọi người nè. Nó sẽ có cái ngăn cho các bạn đựng đồ, các bạn đựng bill hoặc đựng những cái giấy tờ cũng được mọi người ha. Đó, đây là màu nâu mọi người nè. Và cái màu này nó sẽ mắc hơn những cái màu khác. Những màu khác thì nó sẽ rẻ lắm mọi người, nó không có mắc đâu. Cái màu này nó sẽ mắc hơn. Và không thể nào thiếu thì đây là bu bu mọi người ha. Mình sẽ gắn lên cho các bạn xem thử nè. Đó mọi người. Khi mà các bạn gắn con lavabo lên mọi người thấy không, rất là đẹp luôn. Hay là các bạn muốn gắn cái gì cũng được, Crybaby hay là cái gì đó mọi người thích. Thì khi mọi người kẹp nách mọi người thấy không, nó rất là đẹp luôn. Và cái size của em này thì tầm khoảng 43, thành ra là các bạn đừng có sợ nó to nha mọi người. À, nó rất là vừa và kiểu như là nó nhẹ cực kỳ luôn mọi người, nó rất là nhẹ, nó không như những cái túi khác, tại cái da của nó mọi người nó rất là nhẹ luôn, mình cảm thấy là rất là ok. Và khi các bạn để thêm đồ, bất cứ đồ gì đó các bạn mang nó không còn bị đau vai, tại do cái quai này cũng là bằng da mọi người, cho nên các bạn mang nó rất là thoải mái. Và cái này nếu mà ai nhỏ con thì các bạn có thể là đeo chéo cũng được các mọi người, nhưng mà mình nghĩ là đeo chéo nó sẽ hơi khó khăn một xíu, chắc có thể là do là mình là nam mình to con các mọi người. Còn mình thấy có nhiều bạn nữ cũng mang chéo cũng được luôn, nhưng mà chắc là tùy theo người nào mà nhỏ con có thể lọn qua được. Và các bạn thấy không, gắn một em lau bu vào mọi người này, nhìn nó đẹp và nó rất là trendy luôn mọi người ha.
Thì hiện tại mình đang có sẵn cái em này, một cái phiên bản màu trơn, không có cái tình trái tim, tầm khoảng 6 mấy triệu. Và mình có thêm những cái màu khác nữa, nếu mà các bạn thích thì các bạn cứ bóc cho mình đi, mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Và cái túi này thì mình sẽ có bill nè, có shopping bag, có dust bag. Thì nếu mà mọi người thích cái video này, mọi người thích cái túi này, mọi người nhớ cho mình một like, nhớ subscribe cho YouTube của mình, bấm cho thông báo cái bên để nhận những video của mình, nhớ cho mình một team bên detox. Rồi bây giờ mọi người.